Thưa quý vị, thưa các bạn, ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, nhưng đa số là do sự thiếu hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ. Do đó, cần tuyên truyền sâu rộng tới mỗi người để ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã có sự nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá. Để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ sở giáo dục và nơi làm việc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người quản lý, nghĩa vụ của người hút thuốc lá, quyền và nghĩa vụ công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Đẩy mạnh tuyên truyền những tác hại của thuốc lá cũng như những ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe con người. Thời gian qua, ngôi trường này thường xuyên lồng ghép những tiết học về tác hại của thuốc lá, tăng cường các hoạt động như treo banner, tổ chức các buổi chuyên đề mời bác sĩ đến tư vấn, nói chuyện với sinh viên về phòng chống tác hại thuốc lá. Mỗi một cái cán bộ viên chức, mỗi một thầy cô giáo lên lớp thì là một cái tuyên truyền viên rất tích cực cho các em. Bởi bản thân các thầy cô cũng là tấm gương rất sáng trong cái việc là không sử dụng thuốc lá trong các cái giờ lên lớp, trong cái sinh hoạt. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là từng cái việc làm nhỏ nhất của các thầy các cô thì chính là để xây dựng cái hình ảnh cho sinh viên của học viện trong tương lai. Và sau này các em tốt nghiệp, các em trưởng thành thì các em cũng sẽ trở thành những cái người mà không hút thuốc lá. Thì đấy là cái chúng tôi cho rằng đấy là cái điều căn cơ nhất. Thì chúng tôi có những cái sinh hoạt chuyên đề, mời các cái báo cáo viên ở các cái bên ngoài, rồi các thầy là những người có kinh nghiệm trong cái việc tuyên truyền để nâng cao cái kỹ năng. Bên cạnh cái việc là nâng cao cái chất lượng về mặt trình độ chuyên môn cho các em thì nhà trường cũng rất chú trọng cái nâng cao các cái kiến thức về mặt kỹ năng sống, và cái phòng chống tác hại của thuốc lá chính là một cái kỹ năng sống để các em không bị ảnh hưởng bởi những cái khói thuốc rồi bởi những cái tác hại rất là ghê gớm của thuốc lá. Để xây dựng trường học không khói thuốc, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo trường học không khói thuốc. Đánh giá kết quả của việc thành lập ban chỉ đạo để sinh viên nắm bắt được tác hại của khói thuốc, tổ chức các bài báo tuyên truyền tại fanpage của học viện, page của đoàn thanh niên và hội sinh viên về thuốc lá, tổ chức các cuộc thi phát động về tác hại của thuốc lá dành cho sinh viên. Ngoài ra thì nhà trường đã dán các khẩu hiệu banner tại các giảng đường, những địa điểm tới trường học, cơ quan, và ngoài ra thì để nhằm tuyên truyền được cho sinh viên không hút thuốc thì những buổi học chính trị hay những buổi ngoại khóa nhà trường đã tổ chức và tuyên truyền rộng rãi tới việc tác hại của thuốc lá tại giảng đường. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học, tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, có hình thức khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Bên cạnh đó, thực hiện môi trường cơ quan, trường học không khói thuốc lá, treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực cấm theo quy định của luật, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc, treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng tại các cơ quan, đơn vị với các nội dung về thực hiện luật và môi trường không khói thuốc.